chạy đâu đúng không? Nhiều thế à? Sao? Cầm nút nào nhanh nhỉ? Cầm nút nào nhanh? Tại sao? Mở ra nhiều giờ nổ á. Rồi các bạn đang rồi xuống đây mở hết tí thời xưa cho anh em kiểm tra xem rán của con côn trùng nào. Vẫn cười là các khoảng 10 giờ các tối và xem hết hải xem thử cái gì để chống rán, xong là mua tối cuối giờ em đem xử lý luôn. Sáng sau đến thu dọn hết trường. Đó, chỉ mấy cái đặc biệt mấy khu mà hen uống ấy thì có cái tài nguyên cho mọi sống, không sống đâu. À, bây giờ chạy tiêu thị của bà chú rồi. Chú từ đây cái chuẩn bị cháy nổ cái cây này bị cháy nổ à? Đâu cái này thì cây của nhiều đấy rồi. Ừ, ở ra hai cái này. Cái quỷ nhập thì đừng quên nhìn chấm điểm đâu kia rồi cho bọn đứng họ anh cho điểm chính đấy em vệ sinh sạch cái chỗ đấy đứng để sáng trước kia nhé đổi nước cho mình cái quỷ nhập nó bỏ gái lì nha ha ha nhóc đây nè nó biết ra là chứ ngu gì mà ra kéo mấy con đồn đẩy nhau mày ra đi ra trước đi mày ra đi là tao ra không kéo lấy cái này